xót xa cho cái người này, quá xót xa. Bẻ bỏ hết. Cái này là thương lái bỏ, họ bỏ lại. Khi mắc thì những cái quả này là bán hàng giọt cũng 5-7 nghìn, 10 nghìn. Giờ rẻ là coi như bỏ hết. Mà càng rẻ thì lại lấy càng khó. Xin chào bà con Bình Thuận. Thì thanh long hôm nay là vào mùa chính. Thì thanh long là bán khá là rổ. Nhưng mà nỗi khổ của bà con Bình Thuận hiện giờ là được mùa thì mất giá, mà được giá thì mất mùa. Cái này là một cái tình trạng chung của thanh long hiện giờ. Thì như vườn thanh long này là chỉ bán được 5 ngàn. Nhưng mà lửa bà con thấy không? Là bỏ rất là nhiều. Rất là thương, tiếc của. Bỏ rất nhiều. Khi đã thanh long đã giá là rẻ rồi ấy, thì thương lái lừa rất là khó. Trái nào rất là to, rất là đẹp thì mới lấy. Đó. Còn những quả như này bình thường là bán được hàng giạt, thì hôm nay giá rẻ thì lại họ bỏ đi, không có bán được. Lan man khắp vườn luôn. Cảm thấy rất là xót của. Cho nên bà con mình làm thanh long thì cũng phải là chú ý cái điều này. Tức là đối với hàng mùa mình bây giờ thì mình phải làm thanh long thật là đẹp. Quả nào mà xác định hàng bỏ, hàng giạt thì mình bỏ từ đầu luôn, không có để tình trạng như hiện nay, tức là rất là lãng phí. Công chăm sóc nuôi 2-3 tháng giờ kết quả là như thế này đây. Rất là tích. Công mình chăm sóc 2 tháng đó, bao nhiêu công chăm sóc, vuốt tai, xịt thuốc, bỏ phân, mà bây giờ đưa lại cái kết quả là không như mong muốn. Thì vườn này là bán được 5 ngàn, nhưng mà họ lựa trái đẹp họ lấy không à, trái cổ to đẹp không bị nấm bệnh gì hết. Còn những quả như này thì bỏ lại cho vườn đây. Đây, cái này là quay thực tế tại một vườn ở Hàm Thuận Nam, Bình Thuận, thủ phủ thanh long của Việt Nam. Rất là đau lòng. Rất đau lòng nha bà con. Mà đi vườn nào cũng vậy. Vì nhớ cắt là bỏ như vậy đó. Thì ở đây bà con mình chú ý là như vậy.
tức là xác định quả nào mà hàng chặt là mình bỏ luôn, bỏ từ đầu, khỏi công mình chăm sóc. Rồi cuối cùng là không được gì cả, đi bẻ bỏ. Đây, hàng đã rẽ rồi là cắt, vứt bỏ khắp vườn. Rồi bà con, khi đã rẽ rồi là bỏ, bẻ bỏ rất là nhiều, cắt, đó, cắt để lại rất là nhiều trên vườn. Khắp vườn luôn, công chăm sóc 2 tháng trời, giờ để thương lái đi cắt xong rồi bỏ, bỏ vậy đó, vô cùng đau xót.